Người thông minh thì đẩy, nhưng người kiên trì thì ít. Nhưng người thông minh mà kiên trì thì dứt khoát sẽ thành công. Còn người thông minh mà không kiên trì, bọn tôi gọi là mẫu người chó liếm sáu đĩa, tức là đứng núi này trông núi nọ, chạy loang xoang xong cuối cùng chả ăn được cái đĩa nào cho nó ra hồn. Và người thứ ba là người hiếm hơn nữa, thông minh nhưng mà kiên trì, nhưng mà dám phế đi những thói quen xấu của mình mỗi ngày, mặc dù thói quen đấy làm cho mình rất vui. Chơi gái thấy vui, đi bar thấy vui, chơi điện tử thấy vui, những cái thứ đấy nhưng vô tình nó lại là liều thuốc độc, nó giết chết mình. Nhưng dám phế đi cái niềm vui đấy để bản thân mình tiến bộ thì cái người đấy hiếm lắm.